cách để hòa nhập với sở thích mang tã giấy. Người thích mang tã giấy, giờ lờ, là thuật ngữ chỉ nhóm trẻ độ tuổi vị thành niên và người trưởng thành thích mang tã vì lý do sức khỏe hoặc nhu cầu khác. TL có thể mang tã giấy vì cảm thấy thuận tiện, hưng phấn tình dục hoặc để thay thế quần lót thông thường, thật khó để nhận ra rằng bản thân là người thích mang tã giấy và đôi khi điều này khiến bạn rất khó chịu. Tuy nhiên, bạn có thể học cách chấp nhận bản thân và tận hưởng niềm thích thú với tã giấy. Phần 1: Chấp nhận bản thân là người mang tã giấy. Một lưu ý rằng bạn không phải là người duy nhất. Bạn có thể cảm thấy như thể mình bị bệnh tâm thần hoặc lập dị khi nhận ra rằng mình thích mang tã giấy. Điều quan trọng mà bạn cần biết đó là nhiều người vẫn có sự thích này, bạn không phải là người đơn độc với cảm xúc và hành vi này, không có điều gì gọi là kỳ lạ hoặc bất thường ở đây cả. Bạn có thể không nhận ra rằng xã hội vẫn tồn tại nhóm cộng đồng tập trung người mang tã giấy, bạn có cơ hội tiếp xúc với những người có cùng cảm giác và hành vi với mình. 2. Tìm hiểu về cảm xúc bạn sẽ cảm thấy kỳ dị hoặc xấu hổ về việc mang tã cũng như không xác định được cảm giác này xuất phát từ đâu bạn có thể chấp nhận cảm xúc tích cực về việc mang tã cũng như là một người thích mang tã giấy chẳng hạn như sự hưng phấn háo hức và thỏa mãn nếu vượt qua được cảm giác tội lỗi xấu hổ và sợ hãi khi mang tã bạn cũng nên nhìn nhận những cảm xúc này bạn rất dễ xem nhẹ hoặc bỏ qua cảm xúc nhưng vẫn nên đối mặt với chúng Thay vì suốt ngày lo lắng thái độ của người khác nếu phát hiện ra bí mật, bạn nên học cách thoải mái với bản thân và cảm xúc đầu tiên. Đối mặt với cảm giác khi mang tã và thừa nhận chúng, cho dù là tích cực hay tiêu cực, tự hỏi bản thân rằng hành động mang tã có ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm và nhận dạng của mình. Một vài cảm xúc tiêu cực có thể nảy sinh bao gồm nỗi sợ người khác sẽ phát hiện ra hoặc cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ. Ngoài ra bạn có thể tự chỉ trích bản thân rất nhiều, đặc biệt nếu muốn người khác hiểu rõ mình, điều quan trọng là bạn phải nắm rõ động lực và cảm xúc của bản thân trước tiên. Một phương pháp để bạn đối mặt và xử lý cảm xúc của bản thân đó là viết nhật ký. Cách này giúp bạn nhận diện và tránh xa cảm xúc của mình, dành vài phút mỗi ngày để viết ra cảm giác của bản thân giúp bạn xác định rõ ràng suy nghĩ và cảm xúc của mình. 3. Chấp nhận con người thật của mình để chấp nhận bản thân hoàn hảo bạn nên học cách chấp nhận phần con người khó chấp nhận nhất xác định cảm xúc tiêu cực liên quan đến việc mang tã và gạt bỏ mọi phán xét đối với bản thân về sở thích này nếu gặp khó khăn trong việc thích nghi với sở thích mang tã bạn nên cho phép bản thân tự thể hiện lòng thương cảm khi cảm thấy xấu hổ bạn có thể nói mình cảm thấy xấu hổ vì xã hội xem thường những người mang tã giấy nhưng mình không có nhiệm vụ phải làm hài lòng dư luận và mình chấp nhận con người thật của mình. Nhắc nhở bản thân rằng sự khoái cảm và hài lòng khi mang tã giấy là điều hết sức bình thường. Đối xử với bản thân như với người bạn thân thiết gần gũi, thể hiện sự quan tâm và yêu thương đối với chính mình giống như với bạn bè. 4. Đối mặt với cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Bạn sẽ cảm thấy tội lỗi và xấu hổ rất nhiều về lối sống của mình. Tội lỗi là cảm giác khi bạn làm điều gì đó vi phạm nguyên tắc đạo đức và là một điều sai trái, xấu hổ là cảm giác bối rối, bất lực và có thể xuất phát từ hành động phản đối của bản thân hoặc người khác. Bạn không nên cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ khi là người thích mang tã giấy. Nếu có thể vượt qua những cảm xúc này, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận bản thân hơn. Tội lỗi là dấu hiệu một người đang hành động sai trái hoặc gây ảnh hưởng. Nếu bạn cảm thấy tội lỗi sau khi ăn hết cái bánh đó là vì bộ não đang phát tín hiệu rằng hành vi này là không lành mạnh và có thể gây tổn hại hoặc theo cách giải thích khác thì tội lỗi là cảm giác mà bạn làm điều gì đó tồi tệ xấu hổ là cảm giác bạn chính là kẻ xấu xa tuy nhiên việc cảm thấy tội lỗi khi bản thân là người thích mang tã lại là cảm giác tội lỗi không lành mạnh vì điều mà bạn đang làm không gây ảnh hưởng đến mình hoặc bất kỳ ai nếu cảm giác tội lỗi nảy sinh để giúp chúng ta nhận ra sai lầm Điều mà bạn phải học đó là thay đổi nếp suy nghĩ và chấp nhận một phần con người của mình. Một cách để xua tan sự xấu hổ đó là chấp nhận sự thật rằng bạn không thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của người khác. Người ta có quyền cởi mở và thông cảm, phán xét và phản đối, và những điều này không ảnh hưởng gì đến bạn. Sau khi ngừng xem trọng hành vi của người khác, bạn sẽ bớt đi cảm giác xấu hổ. 5. Hành động theo cảm xúc bạn có thể liên tưởng hành động mang tã hoặc không theo chuẩn mực là điều đáng xấu hổ. Bạn không thể ngăn chặn nhu cầu mang tã, vì thế nên ngưng hành động này, kìm nén cảm xúc và nhu cầu có thể gây ảnh hưởng xấu, cho phép bản thân trải nghiệm sự hưng phấn khi mang tã giấy. Nếu lo ngại về việc người khác phát hiện ra bạn đang mang tã, bạn có thể mang ở nơi riêng tư hoặc khi đang ở một mình. 6. Kết bạn với những người có cùng sở thích và cảm xúc. Hiện nay có nhiều cộng đồng dành cho người thích mang tã giấy và trẻ vị thành niên, cũng như có nhiều diễn đàn trên internet. Nếu muốn tìm kiếm sự cảm thông và kết giao với người thích mang tã giấy, bạn nên tham gia cộng đồng này. Nếu bị hiểu nhầm hoặc cảm thấy nặng nề khi phải giữ kín bí mật là một người thích mang tã giấy, bạn có thể tham gia cộng đồng những người thích mang tã để giúp nhận ra rằng bạn không hề đơn độc. Không phải tất cả người mang tá giấy đều muốn tham gia cộng đồng, bạn có thể lựa chọn việc tham gia với nhóm người có cùng sở thích với mình. Phần 2. Tìm hiểu hành vi mang tá giấy 1. Tìm hiểu những yếu tố tạo nên người thích mang tá giấy. Người lớn thích mang tã và có hành vi như trẻ con cho rằng họ thích lối sống này từ khi dậy thì. Bắt đầu từ độ tuổi 11 hoặc 12, hành vi này diễn ra phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ. Chúng bao gồm việc mang tã giấy, đái dầm và đi vệ sinh trong tã. Hầu hết người thích mang tã giấy đều là nam, có việc làm và trong độ tuổi 30. Một số người thích mang tã giấy thể hiện giới tính khác với giới tính khi sinh ra hoặc thay đổi giới tính bất thường. hai, Phân biệt giữa hành vi mang tã và hành động như trẻ em. Mang tã không có nghĩa là bạn muốn trở thành em bé. Em bé trưởng thành thích hành động và được đối xử như trẻ con, bú bình, chơi đồ chơi em bé hoặc ngủ trong cũi một số người thích mang tã đơn thuần chỉ thích mang tã và kín đáo sống một cuộc sống bình thường bạn có thể muốn làm em bé hoặc không điều này tùy thuộc vào sự khám phá và quyết định của bản thân một số người dùng tã giấy để cảm thấy thoải mái hoặc trong màn dạo đầu khi quan hệ hành vi này không nhất thiết phải gắn kết với lối sống như em bé 3. Chấp nhận sự thật rằng việc mang tã là hành vi không thể kiềm chế được. Bạn có thể tiếp xúc ban đầu với tã khi đối mặt với ham muốn bị kìm nén tăng cao. Sau đó bạn sẽ thích mang tã giấy và bắt đầu khám phá vai trò của chúng trong hoạt động tình dục và sự hưng phấn. Bạn vẫn có thể tận hưởng niềm thích thú khi mang tã cho dù có kiềm chế được hay không. Phần 3. Tôn trọng sự riêng tư một quyết định về việc thảo luận hành động mang tã bạn có thể chọn cách nói cho mọi người biết mình đang mang tã hoặc không điều này tùy thuộc vào cách mà bạn trao đổi với những người xung quanh về sở thích của mình nếu đang có người yêu bạn nên tiết lộ điều này trước khi mối quan hệ tiến triển đến một mức độ mà khi đề cập đến vấn đề này sẽ gây áp đảo bạn có thể thổ lộ với bản thân hoặc gia đình hay chọn cách im lặng không nên sợ hãi về mối quan hệ hoặc nói cho người biết rằng bạn là người thích mang tã giấy một số người có thể không hiểu được điều này nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng tham gia hành vi và lối sống này. 2. Trao đổi với đối tác, nếu việc mang tã là một phần không thể thiếu trong con người hay hoạt động thường ngày, bạn nên chia sẻ điều này với người ấy. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn thích mang tã trong lúc quan hệ, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiết lộ sự thật với đối tác, nhưng vẫn phải cố gắng và không nên phớt lờ nếu chúng đóng vai trò quan trọng cho đối tác biết rằng bạn muốn nói về một điều gì đó riêng tư, có quan trọng đối với bản thân. Bạn có thể nói em cần phải thành thật với anh và thể hiện đúng bản chất con người của mình. Em là người thích mang tã, sẵn sàng trả lời câu hỏi do đối phương đặt ra. Khẩn khoản yêu cầu đối tác, nếu người kia thích phiêu lưu trong nhục dục, bạn có thể nói em biết anh muốn thực hiện những hành động khác lạ trong lúc làm chuyện ấy và đây là cuộc phiêu lưu mới mà chúng mình nên tham gia lập ranh giới mà cả hai cảm thấy thoải mái. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu từ từ bằng cách mang tã trong nhà, sau đó áp dụng trong những trường hợp riêng tư, giao tiếp thẳng thắn để cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ với ranh giới đã đặt ra. 3. Thận trọng về ngoại hình người thích mang tã giấy và em bé trưởng thành là nhóm lớn vẫn đứng ngoài lề và chưa cởi mở nhiều người hiểu nhầm cảm giác và động lực của người thích mang tã bạn có thể quyết định mang tã ở nơi công cộng hoặc ở nhà điều này tùy thuộc vào động lực mang tã của bạn cho dù là để cảm thấy thư giãn hoặc liên quan đến tình dục nếu muốn mang tã ở nơi công cộng nhưng không lộ liễu bạn có thể mang quần áo rộng để che phần tã nhô lên và giảm thiểu tiếng ồn ào do tã giấy phát ra mang tã đi ngủ là hành vi phổ biến. 4. Tìm nơi cất tã an toàn khi có khách đến nhà. Nếu muốn mang tã ở nơi riêng tư, bạn nên lên kế hoạch khi có người đến nhà, cất tã ở nơi an toàn không để người khác tìm thấy. Bạn có thể cất trong máy giặt, máy sấy, phòng ngủ hoặc góc bí mật trong nhà chỉ có một mình bạn biết. Nếu cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thể dựng lên câu chuyện tại sao lại cất tã trong nhà để phòng trường hợp xảy ra sự cố cảnh báo cho dù bạn thận trọng đến mức nào đi nữa thì vẫn có thể bị phát hiện đây không phải điều gì quá tồi tệ và bạn vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình không nên quá khắt khe với sự thật này